thường kia là nút bấm đầu này, bật máy này. Sau đó chín tiếp theo là vào ghi tên bệnh nhân mới này, Hoàng, Thanh, Lưu Bình Dân này. Khi khám ổ bụng thì là mình không cần phải vào lưu bây giờ. Thế nhưng mà khám sản khoa thì phải bắt buộc phải vào lưu bây giờ. Em nhìn em xin thông tin bệnh nhân. Thông tin bệnh nhân để nó tránh cộng sai số người trước người sau thì nó ra cái dự kiến này sẽ được sai. Thế khi mình vào thông tin bệnh nhân rồi thì đọc trên cùng nó ghi là ID là số thứ tư. Ví dụ số đầu tiên là số 01 thì số 01 số 1. Dòng thứ hai là tên. Thì mình thấy nó có hai cách, một là mình ghi tờ là xuống, hai là mình con chuột là mình di chuyển. Nó như cái máy vi tính như mình thôi. Đấy. Đây vào tên thì có cái gì thì có đó. Ví dụ như gọi là một hoa chẳng hạn thì trên chữ đi bình thường thôi. Đấy. Vâng. Trong xuống là bên dưới là tuổi. Thì mình lại đi tờ lại xuống thôi, từ tuổi 30 thì mình ấn số 3 và số 0. Còn dưới tính thì mặc định là nữ rồi, xong rồi. Thì mình ấn ID một lần nữa. Nó trở về mình thăm khám. Khi mình nhấn tên từ trong. Vâng. Đầu tiên là mình bấm cái new vision là ghi thông tin bệnh nhân. Ghi xong rồi thì mình ấn ID để nó trở về và mình thăm khám. Quay đấy. Quay tiếp theo của nó khác máy mình, khác máy mình. Comment là có chú thích, khi mình ấn vào đấy thì nó có một cái dấu thăng này. Mình kéo nó xuống, dùng con chuột mình kéo nó xuống. Mình di chuyển vào cái màn hình của mình. Ví dụ mình có chữ tim được ạ. Phần này chú thích nó là tim. Ví dụ là như vậy. Đấy. Mình muốn xóa đi thì là chữ delete này nó sẽ xóa. Đây. Muốn mất cái dấu này đi thì lại ấn này. Cái phím comment nào nữa sẽ bị mất. Tiếp theo đây nó có 4 cái bờ reset tương đương với 4 chương trình khám. Một là ổ bụng, hai là sản khoa, ba là phần phụ, bốn là lông sâu tuyến giáp trung vú. Thì ở đây mình có đầu dò này, đầu dò ổ bụng thì mình dùng là với cả sản khoa thôi, còn hai cái chức năng là số 3 và số 4 ấy thì mình mua thêm đầu dò thì mình bỏ qua. Đấy, thì mình sẽ dùng cái số 1 và cái số 2. Thế ví dụ bây giờ mình vào số 2 là khám sản khoa là OBST ấn vào số 2. Khi vào số 2 rồi thì mình nhìn xuống bên dưới này, nó có một cái bên cạnh menu, nó có cái phẩy phẩy này gọi là thước đo. Mình chặn vào đấy, nó sẽ hiện lên 6 số từ 1 đến 6 tương đương với 6 số bên dưới này. Thì bây giờ mình chọn một cái nào bất kỳ. Ví dụ mình muốn cho tôi hối được ạ. Nó là số 3. Đầu tiên là phải dừng hình. Xong mình chạm vào số 3. Đây nó là số 3. Đấy, ấn vào số 3, di chuyển lên. Mắc, ấn vào mắc Z là cuối một điểm. Kéo con chuột nó xuống. Đây, ấn vào mắc Z là cuối một điểm. Xong mình dùng con chuột để kéo nó di chuyển nó xuống. Đấy. Tương đương với đây nó là chiều dài. Chúng ta là 4,3 cm, là 9 tuần 2 ngày và dự kiến ngày sinh nên là ngày 15 tháng 1 ngày 15 tháng 11 là 2017. Đúng rồi, 2017. À 17 tháng 11 2016. Lộn ra. 17 tháng 11 2016. Ngày tháng năm khác, năm tháng ngày. Cũng chỉ là định dạng thôi, có gì đâu. Cái định dạng mà thì tiếng Anh nó không được. Nhưng khi giải thích nguyên nhân thì anh không là lại. Đặt lại định dạng. Quốc là năm tháng ngày. Cái máy này nó... Cái máy này là dễ làm hơn cái máy mình được chưa? Máy này to mà dễ làm hơn, máy này dễ làm hơn. Ừ.
Đấy, này màn hình to hơn. Dễ làm nhất thì máy chỗ doanh, máy to. Máy to thì mình chụp lên trung tâm. Đấy, tiếp tục bây giờ chiều dài của nó là 5.2 cm, tương đương với này 10 tuần 3 ngày cộng trừ sai 15 ngày, dự kiến ngày sinh là ngày 19 tháng 11 năm 2015. Đúng rồi. Nếu mà định đặt thế này là vẫn sai đi, đặt định dạng bây giờ là 16 thì đặt nó phải ra số 16. Ra năm 2016 25 thì sai. Bây giờ thời điểm bây giờ khai phá dần dần. Số 2 quay trở lại này. Dạ số 2 nó quay trở lại. Giết lại cho bạn liên tục đi. Vẫn ra 15 ra 16 đó. Mình muốn đo cái tốc số tiếp theo là cái đường số 4 này là xe giờ giờ chiều dài đúng không này. Mình chạm vào số 4. Ấn nút số 4. Mình cũng ấn mắc xếp. Dành khi nào được máy đá máy của em nhà nó khác máy này. Nghe thôi. Máy này nó khác máy mình sao? Mình muốn quay lại nói tất cả số 4. Quần này này, mình nhận ấn số 2 lên số 2 là gì tên. Mình chạm vào số 2. Lúc đấy mình lại chưa đỉnh được. Khi mình nhìn ở trên đây cái thông số mình cần đo và nó lại chưa có, chỉ là con số 6 là nó chuyển sang cái trang tiếp theo của số 6 này. Ví dụ bây giờ mình muốn đo cân nặng thì có cân nặng thì bây giờ mình trang vào số 4. Đầu tiên là mình đo đường kính nước đỉnh này được một cái rồi, mình nhấn set để sang cái thứ hai là đo chu vi ở bụng. Tiếng Anh nó giống nhau. Vâng đúng rồi, về cơ bản thì đo chu vi ở bụng. Được rồi, xong mình ấn set. Đo cái chiều dài xương đùi nữa nó sẽ ra cân nặng. Nó phải tùy theo cái đặt, đặt theo theo cái chương trình cài đặt trong máy. Đo theo kiểu Tokyo hay đo kiểu khác, nó có hai kiểu đo. Khác nhau. Một cái đo được rồi, cứ học một bài đi ra ngoài về sẽ đo số này ra cân nặng. Là đường kính nước đỉnh, khi vào bụng và chiều dài xương đùi. Ba cái đấy là để ngưỡng đỉnh là để dự kiến ngày sinh, còn là chu vi vòng bụng với lại xương đùi thì ba cái diễn ra không có trừ ra xương đùi thì không giảm xương cân nặng. Em đo hai cái rồi mình chả đo được xương đùi, phải đo được xương đùi nó mới ra được cân nặng. Phải học mấy tháng chứ học. Ở cái này đây gọi là cái này không phải chỉ hướng dẫn nút nào để mở, nút nào để tắt đo cái gì đó cái gì thôi. Còn kỹ thuật đo có đúng không? Phải cắt nó ốm. Lên các bệnh viện trung ương học. Đấy. Khi mình đo xong rồi thì nó có một cái bảng report là tổng hợp tất cả các cái phiếu đo, cái đo. Đấy là cái report này. Nó sẽ hiển thị lên cho mình tất cả các phụ số của cái đo xong. Máy này nó hơi hơn cái máy cái thứ máy đời trước này nó hát cũng Aluka nhưng mà ăn có 500 đời cổ rồi cổ. Vâng, cái máy này to hơn mà muốn trở về máy bình thường thì mình lại cái này một lần nữa thôi nó sẽ mất con đấy.